theo đuổi những trải nghiệm tinh tế, hoàn hảo và đầy bản sắc. Họ là hình mẫu của sự thức thời, dám thay đổi theo thời. Thay đổi tầm nhìn, thay đổi để nâng tầm chất sống, thay đổi để trở thành người tiên phong. Đỉnh cao của trải nghiệm một cuộc sống hoàn toàn khác biệt là Hoàng Huy Commerce. Hoàng Huy Commerce, nơi giao thoa thiên địa nhân, thu hút vượng khí, mang lại sự phát triển vững chắc, may mắn và thăng hoa trong cuộc sống. Nơi có vị thế uy phong, đón luồng mạch sinh khí luân chuyển không ngừng, được coi là trung tâm của sự thịnh vượng, tam cận đắc lộc. Với tầm nhìn trực diện ra sông Đạch Tray thơ mộng, tiếp giáp hai trục đường huyết mạch của thành phố là Võ Nguyên Giáp và Thiên Lôi, kế cận đại siêu thị Ion Mall Hải Phòng, trung tâm thịnh vượng tương lai của thành phố cảng. Vị trí đắc địa giúp Hoàng Huy Commerce kết nối nhanh chóng tới các công trình tiêu chuẩn quốc tế của thành phố như bệnh viện, nhà hát lớn thành phố, cao tốc Hà Nội Hải Phòng, bến xe, sân bay quốc tế, trường học, chợ dân sinh. Với ba tòa nhà hình cánh hoa là Lotus, Gardenia và Tulip, gồm 3 tầng hầm, 36 tầng nổi, trong đó có 1 tầng lánh nạn và 3 tầng trung tâm thương mại. Hoàng Huy Commerce là sự kết hợp hoàn hảo giữa không gian sống kết nối liên hoàn và các tiện ích thương mại, dịch vụ đẳng cấp để mang đến một hành trình sống thăng hoa và tràn đầy hứng khởi cho các chủ nhân tương lai. Hoàng Huy Commerce, điểm đến mơ ước, chốn an cư hoàn hảo cho lối sống hiện đại với hệ thống tiện ích nội khu 5 sao. Nổi bật là 3 tầng trung tâm thương mại, hội tụ nhiều nhãn hàng nổi tiếng thế giới cùng các dịch vụ giải trí đa dạng. Dự án đầu tiên sở hữu thiên đường ốc đảo nhiệt đới trên không với bể bơi vô cực ngoài trời bên bờ cát trắng, mang tới cảm giác thư thả trong chiều lộng gió. Bao quanh là thảm thực vật xanh mát, tạo nên bầu không khí trong lành, gần gũi thiên nhiên và náo nhiệt về đêm với bun ba đầy sôi động. Nhà trẻ và khu vui chơi trẻ em ngoài trời là nơi đồng hành cùng con trẻ lớn khôn từng ngày. Không gian gym fitness và yoga, nơi tìm thấy sự tận hưởng cuộc sống, cân bằng và kết nối cộng đồng. Đường dạo bộ, vườn nướng BBQ ngoài trời, nhà hàng, câu lạc bộ, tất cả mang lại một cuộc sống trọn vẹn cho những chủ nhân ưu tú. Mỗi căn hộ tại Hoàng Huy Commerce sở hữu thiết kế cao cấp, tỉ mỉ bởi đội ngũ kiến trúc sư hàng đầu thế giới Humphrey and Partner Architect Hoa Kỳ, với tầm nhìn toàn cảnh, đảm bảo đón được nguồn gió và ánh sáng tự nhiên cùng sự kết hợp của nhiều thương hiệu nội thất hàng đầu thế giới, tạo nên không gian sống đỉnh cao, đáp ứng đầy đủ cho một cuộc sống hoàn mỹ. Hoàng Huy Commerce, nơi kiến tạo một chất sống riêng biệt, lựa chọn một phong cách sống của người tiên phong đầy khí phách. Thay đổi để tận hưởng cuộc sống trọn vẹn mỗi ngày bên gia đình thân yêu. Hoàng Huy Commerce, trọn vẹn giá trị hạnh phúc thăng hoa.